Xin chào các bạn đặc biệt là chào quý vị phụ huynh cũng như là các bạn đang là học trò cấp 3. Thì hôm nay chị Hoài, thực chất là tuần trước khi mà chị post cái học bổng Asia Kakehashi của Nhật Bản thì có rất là nhiều bạn hỏi thăm về cái chương trình này. Thì ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các bạn về cái học bổng này và cái làm sao để nộp được cái học bổng này. Thì trước tiên là nói rất là nhanh về team nguồn học bổng.com là team chuyên support up là học bổng và training. Chính vì lẽ đó, khi mà một cái học bổng nào mà mới xuất hiện hay là nó hơi lạ so với các bạn ứng viên ở Việt Nam thì chị thông thường sẽ rất là muốn làm cái video để mà hướng dẫn cho nó nhiều thông tin hơn. Vì có những cái chị biết chị sẽ chia sẻ rõ hơn trong cái video đó. Thì một trong những cái học bổng mà có thể là còn mới đối với các bạn là Asia Kakehashi. Đây là một cái học bổng dành cho các bạn từ lớp 9 trở lên. Tí nữa thì chị sẽ đi chi tiết cho cái mùa năm nay. Còn chị sẽ nói trước về cái học bổng này để cho các bạn hiểu. Và thông tin của học bổng này được post trên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, là nguồn thông tin uy tín và tin cậy. Thì mình sẽ nói về cái học bổng này. Cái học bổng này là kết quả, là di sản của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cái thời mà bác Thủ tướng này còn đương nhiệm thì đã có rất là nhiều cái hợp tác với bên Nhật. Và sau khi mà bàn rất là nhiều thứ thì nó sinh ra được cái chương trình Asia Kakehashi này cho giáo dục, cho hợp tác về giáo dục. Thì đây là những thông tin chị biết được qua một cái chị đã có con win được cái chương trình này cách đây 2-3 năm, chị nhớ là không lầm, tầm đó thôi. Thì chị đó có viết một cái bài rất là kỹ về cái học bổng này. Kỳ ở chỗ là chị đã từng học bên Nhật và cũng là giáo viên tiếng Nhật, và con chị cũng đã từng sống ở bên Nhật và sau đó là về lại Việt Nam làm việc như một người bình thường và sau đó nộp cái học bổng này để đi Nhật. Thì qua cái bài chia sẻ đó là lần đầu tiên chị được biết đến cái học bổng này. Thì 2 năm sau là năm nay 2024, chị được thấy lại cái học bổng này và chị rất là muốn làm một cái video chi tiết để cung cấp thêm nhiều thông tin cho quý vị phụ huynh cũng như là các em ha. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết ha. Để không có làm mất thời gian của mọi người. Thì đây là học bổng Asia Kakehashi Project. Tụi em sẽ thấy có chữ plus 2024 ha. Rồi. Và cái này là mình sẽ học một kỳ high school ở Nhật Bản và mình sẽ được full scholarship, có nghĩa là họ sẽ cấp cho mình tần tật. Và đơn vị quản lý cái học bổng này là AFS Thái Lan. À, học bổng nào cũng có một đơn vị quản lý ha. Cái đó là cái chuyện rất là bình thường ha. Ok, đồng ý không? Thì đây là cái đơn vị quản lý của cái học bổng này. Họ sẽ có trách nhiệm để mà quản lý học bổng này. Và tất tần tật mọi thứ liên quan đến paperwork là đều họ sẽ là người trực tiếp quản lý. Thì cái website này nó ghi rất là chi tiết ha. Chương trình mình nộp thì sẽ áp dụng cho Campuchia, Lào và Việt Nam, Thái Lan ha. Và với Nhật Bản, bốn cái nước này với Nhật Bản, nó gọi là để mà tạo nên một cái cầu nối thấu hiểu nhau giữa Nhật và các đất nước này thông qua đời sống và văn hóa ha. Ok không? Rồi. Học bổng này sẽ gồm cái gì? Họ sẽ gọi hồ sơ từ đối với Việt Nam là từ 16 cho 2. Đối với Việt Nam thì họ sẽ gọi hồ sơ từ 16 đến 29 tháng 2 2024. Theo chị là rất gấp. Học bổng này nó đã mới mà nó lại còn ít thông tin. Mà cái đoạn họ mở đơn chỉ có 13 ngày. Thì theo chị là rất là gấp. Có những học bổng thạc sĩ mở đơn và đóng đơn cũng rất là gấp. Ví dụ như học bổng thạc sĩ và tiến sĩ Malaki Scholarship của New Zealand mở đơn từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 29 tháng 2. Nhưng mà ít nhất nó cũng được 1 tháng. Còn cái này
mở và chỉ nhận hồ sơ trong khoảng 2 tuần thì đối với chị là rất là gấp ha. Rồi, và mình sẽ học ở bên Nhật. Nếu mà mình may mắn đổ được cái học bổng này thì mình sẽ học theo chương trình quy định của họ là từ tháng 8 cho đến tháng 12 2024. Có thể nó sẽ thay đổi một chút nhưng mà cơ bản nó sẽ là như thế này. Cơ bản nó sẽ là như thế này. Bây giờ mình sẽ xem Việt Nam ha. Rồi, đây là hướng dẫn chi tiết cho Việt Nam. Thứ nhất là thời gian, đây. Mấy cái này mình biết rồi đúng không? Rồi. Mình sẽ được một cái trường high school cho Ben Hosman ha, và mình sẽ ở đó. Rồi mọi phí là đều được chính phủ Nhật tài trợ hết. Rồi đồng ý không? Rồi. Mình mà là ứng viên mà mình đổ được thì mình phải theo tất cả những cái quy định, những cái agreement ha, ok. Rồi và trong quá trình mình tham gia, mình may mắn được cái học bổng này thì mình sẽ có hai cái report cho IFS Thái Lan. Một là trong quá trình mình join cái chương trình này. Hai là sau khi mình về nước lại rồi thì mình cũng phải viết cho họ một cái report ha. Và mình sẽ có những cái cam kết là mình contribute, mình cống hiến cho cái đất nước của mình cùng với nước Nhật ha. Rồi, đó, chúng ta sẽ có những cái thông tin chung về cái học bổng này. Và đây là của Việt Nam, là nó sẽ đóng đơn vào 29 tháng 2 2024. Gấp. Như hồi nãy chị nói là rất là gấp. Thì mình sẽ nộp những cái gì? Mình sẽ có một cái link này. À, tí nữa chị sẽ hướng dẫn cho. Mình cứ đi từng bước, mình đọc trước. Ảnh của mình ha. Rồi ID passport ha, rồi điểm học của mình. Tí nữa mình sẽ nói về phần điểm học. Rồi report về chích ngừa của mình từ lúc mình sinh cho tới bây giờ ha. Đối với nước Nhật là phòng sức khỏe này họ cực kỳ cẩn thận luôn. Những cái bệnh truyền nhiễm mà cực kỳ cẩn thận. Nên bọn em mà đã có từng nhìn thấy những cái phim ở bên Nhật hay những phim tài liệu gì, tụi em thấy ở các bến tàu người ta hay đeo khẩu trang đó. Không riêng gì có Covid hay không có Covid, bình thường họ vẫn đeo khẩu trang ha. Họ bảo vệ sức khỏe họ rất là tốt. Rồi một cái ảnh của gia đình của tụi em. Và một cái ảnh của cái nhà hay là cái chỗ ở của tụi em. Đúng không? Rồi một cái thư xác nhận về cái mức lương của cha mẹ. Ví dụ ba em hoặc mẹ em làm công ty đó lương bao nhiêu một tháng, công ty đóng cái dấu vô, như là để cho họ biết là lương của ba mẹ mình ha. Rồi và những cái chứng từ khác. Rồi sau đó là mình phải submit cái hồ sơ này qua cái đường link này ha. Rồi quy định để nộp được học bổng này, thứ nhất là mình phải là quốc tịch Việt Nam và mình phải ở ngay tại home country là Việt Nam của mình. Có nghĩa là nếu mà một bạn quốc tịch Việt Nam đang học cấp 3 tại Singapore là không được nộp, đang học ở Mỹ không được nộp, đang học ở Úc không được nộp. Nhưng cũng suy ngược ra là nó rất là ưu tiên cho những bạn đang ở Việt Nam vốn dĩ là không có điều kiện để có thể đi học những cái chương trình quốc tế, những cái chương trình trao đổi mà được tài trợ toàn phần, đúng không? Nó sẽ suy ngược ra là vậy. Cái thứ hai là mình phải xin từ tháng 4 ngày 2 2026 cho đến tháng 4 ngày 1 2009. Nếu mà mình ngoài cái khoảng này là không được. Vậy thôi ha. Rồi lớp 9, lớp 10, lớp 11 là hợp lệ nộp ha. Và mình khi mình kết thúc cái chương trình từ tháng 8 2024 đến tháng 12 2024 thì mình vẫn quay về Việt Nam để tiếp tục học nha. Chứ nếu mình quay về Việt Nam mình đã kết thúc học rồi thì không được ha. Rồi điểm thì trung bình thì 60% từng môn và điểm tổng kết là 70%. Nói chung là rất là thấp đúng không? Giống như kiểu 7 trên 10 đó cho 2 năm vừa qua. Ví dụ như lớp 10 em nộp thì lớp 9, lớp 8. Lớp 11 em nộp thì lớp 9, lớp 10. Đúng không? Rồi ok. Mình phải thể hiện được cái tiềm năng lãnh đạo để mình đóng cái vai trò làm cầu nối giữa nước Việt Nam của mình và Nhật Bản trong quá trình mình học tại Nhật và sau khi mình trở về nước, đúng không? Đó là cái mong muốn của họ và cũng là cái mục tiêu của chương trình này. Ok ha. Và trước đó mình không được tham gia một cái chương trình nào nhiều hơn 6 tháng exchange và không được tham gia một cái chương trình nào của ASEAN Kakehashi trước đó. Rồi thứ bảy là mình có mong muốn mình gain được một cái vốn tiếng Nhật ha, và mình sẵn sàng là người muốn học văn hóa Nhật và ngôn ngữ Nhật. Cái 7, cái 8 nó khả năng là chung một ý nghĩa. Và cái số 9 là mình có khả năng tự travel được. Cái này nó nói về tính tự lập mà không cần cái người khác đi cùng, có nghĩa là không có người phụ thuộc á, ba hoặc là mẹ. Sức khỏe tốt,
tâm lý tốt ha, cả cả thể chất và tinh thần. Rồi, cái câu số 11 thì biết rồi ha, và cuối cùng là rất quan trọng. Họ ưu tiên cho những sinh viên và gia đình low income. Đây là một cái rất hay nha. Đây là một cái rất hay. Chị rất là thích cái câu số 12 này. Ha. Rồi, vậy thì nộp hồ sơ thì sẽ gồm có những cái gì? Nó có cái application form là mà em sẽ phải điền vào đây ha, những cái thông tin cá nhân, chỗ ở, rồi thông tin điểm số này nọ, thông tin của bố mẹ vân vân ha, mình điền hết vào đây. Nói chung cái này là thuộc vào thông tin cá nhân. Rồi tiếng Anh của mình đang như thế nào rồi, tiếng Nhật của mình đang như thế nào rồi ha, mình có cái ability đặc biệt không, đàn hát, múa, một cái gì đó, thể thao vân vân ha. Rồi đây là ba câu hỏi luận. Thứ nhất là mình nói về chính mình giới thiệu về mình ha. Rồi cái số 2 là mình nói về cái mục đích của mình và cái kế hoạch của mình, những gì là quan trọng đối với mình, cái kế hoạch đó, và tại sao bạn nghĩ là bạn nên được chọn đối với cái học bổng này, tóm lại là tại sao mình xứng đáng á ha. Rồi mình sẽ nói về cái kế hoạch của mình khi mà mình win được cái học bổng rồi, rồi thì cái kế hoạch mình làm cái trao đổi văn hóa này mình sẽ dự định làm như thế nào. Có nghĩa là trước khi sang Nhật mình biết là mình phải làm thế này và mình trình bày cho họ biết. Cái số 4 này hay nè. Viết một đoạn ngắn giới thiệu bằng tiếng Nhật bằng tay. By hand nè. Bằng tay. Đầu tiên là mình phải viết tên đầy đủ của mình bằng cái chữ katakana. Nó có nhiều loại chữ của tiếng Nhật, mà bộ chữ mà bọn em thông dụng nhất là kanji. Tụi em có đi học từ N1, N2, N3, N4, N5, N6 đúng không? Là các level tiếng Nhật thì tụi em hay học nhiều nhất là kanji. Nhưng mà nó có một bộ nữa là katakana. Thì cái này bọn em Google là rằng ấy thôi. Cái thứ hai là viết bộ đoạn nhỏ về tiếng Nhật để giới thiệu về mình. Một đoạn ngắn thôi ha, không cần phải nhiều đâu. Short self introduction. Ok ha. Thì đây là cái application form. Rồi bây giờ mình submit như thế nào? Mình qua đây, đây là cái form của người Việt mình ha. Cái form này nè, thì nó là cái này rồi ha. Rồi mình cũng điền thông tin này, cái nội vô ID, passport đó, những cái này cơ bản ha. Rồi mình sẽ upload lên. Upload cái application form là cái này nè. Tụi em convert qua PDF, tụi em đưa lên. Và cái này là cái ảnh tụi em ha. Rồi tụi em in cái này ra, tụi em dán cái ảnh tụi em lên, rồi tụi em scan thành PDF. Tụi em sẽ upload lên đây. Ok ha. Rồi nha. Rồi cái thứ hai là cái ID, cái passport, là cái passport của tụi em ha. Nhớ dung lượng dưới 1 MB nha. Người ta quy định thế nào tụi em làm đúng cái đó ha. Rồi bảng điểm trong 2 năm vừa rồi. Ok. Rồi người ta có quy định là tên đầy đủ của mình, bảng điểm, ví dụ như chị tên là Hoài Trần, rồi chị ghi là Hoài Trần gạch dưới transcript, đúng không? Một bạn khác tên là Thảo Nguyên hoặc là tên là Nguyên Trần đó, thì mình cũng làm như vậy. Một cái hình của gia đình, trong đó có em, có em trong đó ha. Rồi và một cái hình của cái nhà mình, nhà nào ở chung cư thì có thể đứng phía trước chụp cái căn hộ của mình cũng được, nhưng mà nó là cái nhà của mình ha. Chị đoán có lẽ là do cái câu số 12 này nè, nó ưu tiên cho những bạn low income. Kiểu như là một chính sách công bằng xã hội, nhưng mà nó ghi ở đây thì mình ghi nhận cái câu này ha. Rồi sổ chích ngừa ha. Ok ha. Rồi những cái chứng chỉ tiếng Nhật, những cái chứng chỉ tiếng Nhật thì bọn em có thể đưa lên đây. Có một cái là cái này không bắt buộc. Những cái gì mà dấu sao ở đây là bắt buộc đúng không? Còn cái này là không bắt buộc. Có yếu tố không, có không vấn đề gì. Ok ha. Vì tất cả ngôn ngữ tụi em chuẩn bị đều bằng tiếng Anh, trừ cái đoạn nhỏ mà bọn em sẽ viết ở dưới này thì nó là bằng tiếng Nhật ha. Rồi ok chưa? Rồi sau khi bọn em upload lên thì bọn em bấm submit. Thì đây là toàn bộ những thông tin chi tiết
về học bổng cho high school là cho các bạn cấp 3 ACA Kakehashi Project mà các bạn ứng viên Việt Nam được hợp lại nộp. Và năm 2024 thì deadline của nó là 29 tháng 2 2024. Chị hy vọng là đây sẽ là một cái video giúp cho các em sau này có nhiều cái thông tin hơn về học bổng này để chuẩn bị nộp tốt hơn. Và có cần team chị support cái gì thì cứ báo cho team của chị biết. Tại vì nguồn học bổng là chị chuyên làm về học bổng du học thôi, không có làm đại diện các trường theo mô hình du học tự túc ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha.